Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cà Phê Liên Minh. Như vậy là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tương đối dài, VCS mùa xuân 2020 đã chính thức khai màn với 6 cặp trận đầu tiên diễn ra vào tuần trước. Và dù chỉ mới là những trận đấu khởi động, nhưng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cao nhất Việt Nam đã nóng hơn bao giờ hết với liên tiếp những kết quả bất ngờ. Lần lượt đó là một EVOS trẻ tuổi xuất sắc đánh bại Team Flash được đánh giá cao hơn, và Dancing Buffalo thất bại trên một tân binh V-Gaming Adonis trong ngày ra quân. Nhưng sau đó lại có được chiến thắng ngoạn mục trước một Loki Esports hừng hực khí thế sau khi đã hủy diệt Pháp TV Esports. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho những trận thư hùng sắp tới diễn ra, chúng ta hãy cùng nhau nhìn qua một chút về hai cặp trận đầu tiên của tuần thi đấu thứ hai nhỉ. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì Cà Phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà Phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Thứ nhất, CBU Esports tái ngộ V-Gaming Adonis. Giai đoạn mùa xuân năm nay, CBU Esports đã đầu tư mạnh mẽ và trở nên hoàn toàn khác biệt so với những mùa giải trước. Còn nhớ tại vòng thăng hạng VCS vừa qua, chẳng ai ngờ một đội tuyển đứng ở vị trí thứ 8 với một thành tích kém cỏi trước đây lại có thể hủy diệt dễ dàng tân binh đầy tiềm năng Adonis hay đối thủ chẳng hề dễ chơi QTV Gaming với tỷ số 3-0 để hiên ngang trở lại VCS 2020 một cách đầy thuyết phục. Liều thuốc làm nên sự hồi sinh kỳ diệu ấy của Khuyển Vương không ai khác chính là bản hợp đồng chất lượng mang tên Su Hảo. Với lối đánh tấn công táo bạo của mình, anh không chỉ khiến lối chơi của đội vận hành trơn tru mà còn làm những mũi nhọn như Yado, Artemis trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Tuy nhiên không may cho Severus khi đối thủ ở vòng đấu thứ nhất chính là đương kim vô địch GAM Esports. Và dù đã cố gắng nhưng họ vẫn phải chịu thất bại sau hai ván đấu. Chính vì vậy, việc chạm trán với V-Gaming Adonis ở vòng đấu thứ hai sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Archie và các học trò có được điểm số đầu tiên tại VCS mùa xuân năm 2020. Về phần của V-Gaming Adonis, dù chỉ là tân binh của giải đấu nhưng với khát khao tuổi trẻ, họ đã xuất sắc đánh bại Dancing Buffalo để tạm thời đứng ở vị trí thứ hai sau khi tuần thi đấu thứ nhất khép lại. Với bộ khung đội hình bao gồm những tuyển thủ trẻ và chất lượng như PHT hay CSP, cùng với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên từng nằm trong ban huấn luyện của nhà vô địch GAM Esports là Hope, thì V-Gaming Adonis đã có sự chuẩn bị chiến thuật kỹ càng cũng như định hướng lối chơi rõ ràng, bài bản chứ không hề quá thiên về kỹ năng cá nhân như những tân binh mùa giải trước. Minh chứng cho điều đó chính là màn trình diễn của họ trong trận đấu với bầy châu đỏ, hay trước đó là chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước QTV Gaming. Vì lẽ đó, nếu V-Gaming Adonis tiếp tục giữ vững được sự tự tin thì họ hoàn toàn có thể bay cao trên bảng xếp hạng khi đánh bại Cerberus Esports. Bên cạnh đó thì còn nhớ tại vòng thăng hạng VCS vừa qua, những cái tên tài năng này đã chịu thất bại duy nhất trước chính Cerberus Esports. Nên đây sẽ là cơ hội tốt để V-Gaming Adonis trả lại món nợ đã vay. Cuối cùng thì với tình hình hiện tại của cả hai đội thì Cà Phê Liên Minh xin được phép dự đoán kèo thi đấu này là 6-4 nghiêng về CBRU Esports. Và các bạn hãy nhớ đón xem vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 2 trên sóng của VTV7 nha. Thứ hai, EVOS Esports đối mặt với GAM Esports. Trận đấu còn lại của ngày thi đấu thứ nhất tuần thi đấu thứ hai chính là cuộc chiến giữa hai ông lớn rất nhiều duyên nợ, EVOS Esports và GAM Esports. Hiện tại sau đợt thi đấu thứ nhất, GAM Esports chính là đội tuyển đang dẫn đầu với sức mạnh được các chuyên gia đánh giá là chênh lệch rất lớn so với phần còn lại của VCS mùa xuân năm nay. Họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé tham dự MSI và xa hơn là Chung kết thế giới 2020 tại Trung Quốc. Khi đang sở hữu một đội hình toàn ngôi sao, có thể kể đến như là Levi, người được mệnh danh là tuyển thủ đi rừng xuất sắc nhất VCS, bên cạnh là Địa 1, Slay, Easy Love, cùng với đó là những Bless, Palette, Hiếu Bà. Và đương nhiên không thể không nhắc đến tài năng và sự đóng góp không hề nhỏ của Kiaya khi màn trình diễn của anh chàng này kể từ mùa giải trước đến nay là rất ấn tượng. Còn nhớ trong trận đấu gần nhất, GAM Esports với một đội hình vượt trội của mình đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua cửa ải đầu tiên mang tên CBRU Esports. Đáng chú ý là Matsik từng được xem là yếu nhất nơi đường dưới giờ đã ổn định hơn, và với sự trở lại của Bless và cỗ máy thông tin Palette cũng như sự bắt nhịp rất tốt của Địa 1 trong áo mới vàng đen. Tuy nhiên, những khoảnh khắc cuối game 2 trong trận đấu vừa rồi cũng khiến cho một số ít fan hâm mộ GAM có phần hơi lo lắng. Vì vậy, nếu không sớm khắc phục được những sai sót sau trận đấu này, họ rất có thể sẽ phải trả giá. Nhất là khi đối thủ mà họ phải đối mặt chính là EVOS Esports. Đội tuyển cũng đã có được chiến thắng ở vòng đấu trước,
khi đang chia sẻ vị trí thứ hai với VGaming Adonis. Và dù xét về khía cạnh chiều sâu đội hình, chắc chắn Bạch Hồ có phần lép vế so với Gam Esports. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện ở vòng đấu đầu tiên trước Team Flash, thì DeepKid tỏ ra mình không phải là một đối thủ dễ sời với bất kỳ một ai ở đường dưới. Bên cạnh đó, Hero, chàng trai trẻ vừa gia nhập EVOS từ QTV Gaming cũng đã có màn ra mắt ấn tượng và sẽ là hòn đá tảng cản bước tiến của Kiaya ở đường trên. Tuy nhiên, người đồng đội cũ địa 1 có thể sẽ khiến Pake gặp rất nhiều khó khăn bởi phong độ của chàng trai 18 tuổi lúc này đang là rất cao. Cuối cùng, sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội chính là vị trí đi rừng, khi Son vẫn thiếu một chút độ quái nếu so với người đàn anh Levi. Tóm lại, đây sẽ là một thử thách rất khó khăn dành cho EVOS Esports khi phải đối đầu với Gam đang quá mạnh hiện nay. Nhưng không phải là không có cơ hội khi mà DeepKid và các đồng đội đã ngừng ngực khí thế sau chiến thắng trước Team Flash và bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra trong ngày bùng nổ của các chàng trai EVOS. Vì vậy, Cà Phê Liên Minh xin được phép dự đoán kèo đấu này là 7-3 nghiêng về Gam Esports. Và cuối cùng, các bạn hãy nhớ đón xem trận đấu hấp dẫn này vào lúc 20 giờ ngày thứ 6, ngày 7 tháng 2 trên VATV 7 nha. Và vừa rồi là toàn bộ nhận định của Cà Phê Liên Minh về hai cặp đấu cực kỳ đáng xem mở màn cho tuần thi đấu thứ 2 VCS mùa xuân năm 2020. Tuy nhiên, dự đoán cũng chỉ là dự đoán và cũng không thể nói trước được quá nhiều điều, bởi chỉ khi nhà chính của một trong hai đội tuyển này bị phá hủy, chúng ta mới biết được kết quả cuối cùng. Chính vì vậy, tất cả các bạn khán giả hãy nhớ theo dõi hai trận đấu hấp dẫn này nha. Và sau cùng, khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh biết. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.